Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family của Sóng Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay, câu chuyện này là cuộc sống Việt Nam. Quý vị biết không, Haley có duyên được kết nối thêm một cô nữa. Mà cô năm nay 60 tuổi, hiện tại cô đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô buôn bán thịt heo quay trong chợ Bình Điền đó quý vị. Cô 60 tuổi nhưng chú chỉ mới 58 thôi. Ngày xưa cô và chú đến với nhau là do cha mẹ cô ép gả đó chứ. Cha mẹ cô nói nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một, đến với nhau đi. Cha mẹ cô đã coi tuổi rồi, hai đứa rất là hợp. Sau khi kết hôn mà đẻ được đứa con trai nữa là ta nói giàu có và sung túc cả cuộc đời. Ở cái tuổi 21 rồi, cô không còn sự lựa chọn nữa vì cô chưa bao giờ có một mảnh tình giác dai nào hết. Với lại cô nhìn thấy anh chị của cô sau khi kết hôn, sao họ sống cực khổ quá. Chắc có lẽ vì có nghèo cho nên tình yêu tình cảm của họ nó không có được vun đầy, vì phải lo đi làm và kinh tế không đủ nó mới nảy sinh ra hết chuyện này đến chuyện kia. Thành ra cô sợ. Và ba mẹ cô cũng nói như thế này. Ba mẹ cô biết gia đình của chú rất là khá giả, gia đình của chú rất là đàng hoàng, họ có cái nghề làm heo quay. Và gia đình của chú là đạo Công giáo nữa. Cho nên nếu kết hôn với chú thì chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện gì mâu thuẫn giữa vợ chồng xảy ra đâu. Và sẽ không bao giờ có cái chuyện ly hôn xảy ra đâu. Cô chấp nhận lấy chú vì thương cha mẹ. Và ba mẹ chỉ còn có một mình cô duy nhất chưa lấy chồng thôi. Và gia đình của chú đã đến hỏi cô. Chỉ sau một tháng sau, đám hỏi là tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn một tháng sau là cô biết mình mang thai. Đúng là cô có con trai đầu lòng. Và rồi cô theo gia đình của chú làm cái nghề làm heo quay đó. Chỉ vài năm sau, cô là chủ một cái lò heo quay cho riêng mình. Cuộc sống và công việc của cô nó cứ thế mà nó cứ tiến triển. Và thật sự như cha mẹ cô nói, cô và chú rất là khá giả ở thời điểm đó. Cô chú mua rất là nhiều nhà và nhiều đất để dành cho con. Cô và chú cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, không bao giờ có thêm một đứa nào nữa. Chắc có lẽ cái gen ở bên chú hiếm hoi hay sao đó. Rồi thì ở cái tuổi 35 là cái điểm mà cô và chú đang rất là phát đạt trong cái cuộc sống. Thì đùng một cái, chú có bồ. Cô phát hiện chú có bồ, chú đi cặp hết bà này đến bà kia. Nói bằng bà cho nó sang vậy chứ, tụi nó là những con đĩ đứng đường không à. Tại sao chú đang trong một cái điểm vinh quang như vậy và gia đình rất là sung túc, và coi như thời điểm đó cô nói gia đình cô thuộc dạng ăn trên ngồi trước đó. Mà nếu chú có quen ai thì phải quen cho nó đàng hoàng. Nếu chú cô mà có đi đánh ghen thì ít ra cũng còn có một cái gì đó hãnh diện, là mình là vợ hợp pháp nè, mình đi đánh ghen một người nào đó họ theo chồng mình nè. Nhưng không, chú lại đi chơi với những đứa đứng đường. Mà cô nói thời điểm mà ngay cái cầu Bình Triệu với cầu Sài Gòn đó, là ta nói gái nó đứng đầy đường á. Mà chú thì đi giao thịt heo mà, tiền bạc trong túi rủng rỉnh. Chắc có lẽ tình yêu tình dục nó không đủ, nhưng chú không bao giờ nói. Cái thời điểm của cô và chú chưa có cởi mở về những cái chuyện đó đâu. Thì tại sao chú lại phản bội cô với những cái gọi là dơ bẩn như vậy? Cô cũng có bắt gặp chú vài lần. Và rồi cô cũng tha thứ vì cứ theo đạo Công giáo bên chú đó. Cái gì cũng nghe lời cha. Chú đã bị cha đánh mấy lần vì cái tội phản bội vợ. Vì cái tội gì đó trong đạo Công giáo họ nói mà họ phạt chú rất là nhiều lần. Nhưng rồi tánh nào tật nấy, chú không bỏ được. Ở cái tuổi 35, tức là chú mới 33 tuổi thôi, cô cũng không thể nào bỏ chú được nữa. Vì phát triển
Cái sự nghiệp như ngày hôm nay là nhờ gia đình của chú. Cô làm được để có thể giúp đỡ được cha mẹ anh chị em trong nhà của cô. Vì khi cô có một cái cơ sở lò quay heo thì anh chị em của cô được làm trong đó, thì họ có lương. Và anh chị em của cô bây giờ là chuyên về bán thịt heo quay giống như cô làm. Thành ra mình được như ngày hôm nay là mình nhờ gia đình chồng. Nhưng không vì những cái chuyện nhỏ đó ở cái tuổi trẻ bồng bột mà mình lại đánh mất đi cái hạnh phúc gia đình và cái cuộc sống này. Cô không đành, thế là cô chấp nhận chịu đựng. Và cứ mỗi lần như vậy là chú hứa. Rồi đến cái tuổi 40, chú 40 là cô 42 rồi. Cô làm việc nhiều, cô cũng mệt lắm chứ. Nhưng cái tuổi đó cô không thể nào chiều chú được nữa. Là vì ở cái tuổi trẻ đã không có một cái gì gọi là mặn mà trong cái tình yêu mà chú đã phản bội cô. Thì khi mỗi lần mà gần gũi với chồng, nằm kế bên chú, cô lại nhớ những cái chuyện cũ. Cảm giác và cảm xúc cô không còn nữa. Và ở cái tuổi 42 là cái tuổi rất là còn trẻ, khỏe và đẹp. Và cô có tiền nữa, thì cô không giống như những người phụ nữ xòe xòa khác. Nhưng chú không còn cảm giác. Và rồi cô nói với chú là thôi, nếu như chú muốn có vợ bé thì kiếm một người nào về làm bé, nhưng chỉ một người duy nhất thôi. Đừng có đi quen đi chơi những người đứng đường như vậy, nó không tốt. Và nếu như nó có chuyện gì xảy ra, chú mắc bệnh, thì nó lại mang cái tội cái lỗi và cái tai cái tiếng cho con mình nữa, vì con mình là con trai. Chú cũng nghe lời cô, nhưng không hiểu tại sao chú lại nghe lời cô khi cô nói ra rằng là có bồ kiếm ai, kiếm một người thôi. Chú cũng làm theo cô, quý vị ạ. Cô nói cái miệng mình nói vậy thôi chứ trong tim mình đau lắm, vì ít ra mình cũng là người phụ nữ và mình cũng đang là vợ mà. Chú sai đâu đánh đó, nói gì làm đó. Cái dục vọng của cô chú nó cao như vậy, tại sao chú lại không nói cho cô? Vợ chồng mà, chúng ta có thể bộc bạch, chứ có gì đâu mà phản bội vợ mình. Và rồi chú cặp với một người, chú lại dọn ra ở riêng với cái người đó. Cô cũng ok, vì lời nói cô đã nói ra rồi, cô không rút lại được. Và dân buôn bán mà, nói một là một, nói hai là hai, không nói thêm lời nào. Và lúc đó tình cảm của cô và chú đi xuống. Cô thề với Haley và cô thề với tất cả quý vị khán giả khi nghe câu chuyện này, ở cái tuổi 60 rồi, cô chưa bao giờ có một người đàn ông khác ngoài chú. Mặc dù chú đã phản bội cô ngay cái tuổi, ngay khi cô đang ở tuổi 35, là cái tuổi của người phụ nữ đang rất là mặn mà và rất là đẹp, mà cô lại chấp nhận khép mình lại để làm, kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Hiện tại ở cái tuổi 60, cô giàu có, cô có đầy đủ tất cả mọi thứ, và anh chị em của cô người nào cũng đề huề về cuộc sống. Nhưng khi nhìn lại, cuộc sống của cô nó không công bằng với những người khác ở trong cái tình yêu tình cảm. Khi ai nhìn vô cũng tưởng rằng là mình hạnh phúc, nhưng đâu có ai biết là phụ nữ chúng ta bị phản bội trong chính căn nhà mình, với cái người đầu ấp tay gối của mình. Họ lại chấp nhận khăn gói để đi sống với người khác. Nhưng cái chuyện này hoàn toàn cô khép kín, chỉ có một mình cô biết. Cô đau khổ mấy mươi năm, nhưng đến cái phút cuối ở cái tuổi 60 này, khi cô xem được kênh của Haley và cô đã tìm đến Haley để muốn kể cho Haley, cũng giống như chia sẻ cuộc đời của cô đến cho tất cả quý vị khán giả nghe, là vì đây là cái nỗi lòng của cô giấu kín mấy mươi năm rồi. Khi mà chú sống với cái người phụ nữ đó ở một thời gian khoảng 4 năm và chú hết tiền, đồng nghĩa với việc chú không bao giờ được phép nắm một đồng tiền nào trong nhà. Khi đi, cô đã giao kèo như vậy. Và tất cả những số tiền mà chú có là chỉ 4 năm mất sạch. Thời điểm đó cô nói chú cầm cả tỷ bạc đó chứ. Tỷ bạc hồi đó lớn lắm. Mà chỉ trong 4 năm hết sạch, và chú quay về hỏi vay mượn cô tiền. Cô nói không,
Đây là gia đình của chú, nhà của chú, con của chú và tài sản của chú ở đây. Nếu chú muốn thừa hưởng, nếu chú muốn được hưởng thì chú phải quay về đây mà sống. Thì hết tiền, bên kia họ phản bội, thế là chú cũng tìm đường quay về. Và mười mấy năm nay chú sống ở trong nhà, chú không bao giờ mở miệng ra nói bất cứ điều gì hết. Chú và cô sống và ngủ ở phòng riêng. Và cứ mỗi lần mà chú muốn qua phòng của cô, tội nghiệp chú lắm. Cô kể mà cô kể với một cái giọng sảng khoái của một người kinh doanh mua bán. Nhưng khi Haley nghe, Haley hiểu được cái cảm xúc cô nuốt vào trong. Và Haley có an ủi cô. Cô cứ thoải mái chia sẻ, con sẵn sàng con nghe. Bởi vì cô xem rất là nhiều video con chia sẻ, cô cũng biết rằng là con rất là sâu sắc trong cái vấn đề chuyện vợ chồng ở những người lớn tuổi, cho nên cô đừng có ngại. Và khi Haley mở lời, lúc đó cô mới bộc bạch chia sẻ tất cả mọi thứ. Mỗi lần mà chú như vậy là chú quỳ trước cửa. Cứ đúng 12 giờ, 12 giờ rưỡi đêm, chú quỳ trước cửa phòng cô và chú gõ cửa. Cô cũng nghẹn ngào lắm chứ, cũng len lén mở cửa cho chú vào. Và khi chú vào, chú đè cô ra và chú cứ thỏa mãn thôi. Khi chú thỏa mãn xong rồi, chú cảm ơn cô rồi chú trở về phòng. Cứ mỗi lần như vậy làm cho cô đau và càng đau hơn. Nhưng cô cũng cô đơn, cô cũng khao khát và cô cũng thèm muốn chứ. Nhưng vì không còn cảm xúc với chồng nữa, mười mấy năm sống với cô, mười mấy năm khi trở về nhà sống với cô, thì chú luôn có những cái hành động như vậy. Thế là cô nói, thôi thì chuyện gì thì chuyện, bỏ qua thì bỏ qua. Cô chấp nhận, tha thứ cho chú tất cả mọi thứ. Và bây giờ chú ngon lành cành đào rồi. Nhưng cái câu chuyện kết cục nó không phải là dừng ở đó, mà nó dừng ngay chính cái lúc này. Bắt đầu cô mới khóc. Cô khóc như một đứa trẻ quý vị ạ. À. Cô nghẹn ngào, cô khóc như một đứa trẻ, giống như là đây là cái nơi để cô được xả ra tất cả mọi thứ từ xưa đến nay cô giấu kín trong tận đáy lòng của mình. Haley nghe cô khóc, Haley cũng muốn khóc theo. Và Haley nói, cô ơi gọi video nha. Và Haley cúp máy gọi video cho cô luôn quý vị. Haley nhìn thấy cô ngồi trong một cái góc phòng mà tối tăm lắm. Haley kêu, sao cô không bật đèn? Cô nói cô không dám. Và thuyết phục cô bật đèn. Haley cười với cô. Haley nói chuyện với cô rất là sảng khoái, rất là bình thường để trấn an tinh thần cô lại. Và cô trở lại bình thường và cô đang thú nhận. Cô nói nếu như Haley có chia sẻ câu chuyện của cô, ước gì cô có ở đó để chứng kiến cái cách mà Haley chia sẻ. Vì cô biết là khó để nói ra điều này. Haley nói không có gì mà khó hết cô à. Nếu như cô cảm thấy chia sẻ ra để cùng tất cả, chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả, họ thương cô, họ sẽ gửi những cái lời an ủi và chia sẻ với cô. Cô cảm thấy là vơi đi phần nào. Cô nói những cái câu chuyện mà Haley chia sẻ đó, cô đọc từng cái bình luận đó. Cô nói cô xem thử coi là khán giả họ bình luận như thế nào. Họ quan tâm đến câu chuyện, đến nhân vật đó ra sao. Họ có chửi người ta không? Để rồi cô mới mạnh dạn chia sẻ đó. Vì cô nói câu chuyện mình đưa lên, cô sợ bị người ta chửi. Vì người ta nói cô là một người phụ nữ nhu nhược, một người không có đủ mạnh mẽ để níu kéo chồng mình, mà tại sao đẩy chồng mình đi ra. Để rồi bây giờ cuối cùng hiện tại 60 tuổi rồi quý vị, cô đang mắc căn bệnh HIV. Cô mắc căn bệnh là từ chú đó. Tại sao cô biết mình mắc căn bệnh đó quý vị? Là có một lần chú bị tai nạn, cũng đi giao heo á. Cái ngày hôm đó đáng lý ra chú không có đi đâu, mà trong nhà không còn ai hết, mà người ta cần cúng gấp,
Thành ra tới giờ giao rồi không có ai bắt buộc cô. Sau khi giao heo cho người ta để kịp giờ cúng, trên đường chú quay về, chú bị tai nạn và mất máu rất là nhiều. Thành ra là phải cần có người tiếp máu. Trong nhà mình nếu ai hợp nhóm máu với chú thì tiếp. Nhưng không ngờ chú đã bị nhiễm HIV. Bệnh viện họ báo cho cô một cái tin mà cô nói cô chỉ có sụn xuống tại bệnh viện. Cô khuỵu xuống luôn, cô đứng không nổi. Và rồi bác sĩ cũng có trấn an rằng là có thuốc, tinh thần của cô khỏe, cô phải năng động, cô phải lạc quan thì chuyện gì nó cũng có thể vượt qua. Và sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của cô và của chú, cả hai đều dương tính với HIV. Lúc đó cô về nhà không còn tinh thần, cô buông bỏ tất cả mọi thứ, giấu kín cho tận tới bây giờ, không dám kể cho ai nghe. Nghe mà xót không quý vị? Bắt đầu cô mới hối hận. Cô nói phải chi thời điểm đó cô biết chú đi giao du với những cô gái đứng đường thì cô là người phải giúp chú vượt qua. Cô là người phải giúp chú nhìn ra sự thật về cái con đường trụy lạc. Nhưng không, cô lại đẩy chú đi với một người phụ nữ khác để lập phòng nhì, để cô thảnh thơi làm ăn kiếm tiền. Nhưng không ngờ ở cuối đời và bây giờ cô phải mang một cái nghiệp nặng như vậy. Cô kể tới khúc đó Haley không dám nói chuyện nữa quý vị. Nhưng Haley phải lắng nghe, phải đón nhận những cái cảm xúc mà cô đang cao trào. Thì cô nói rằng là, nói là cô đang bán thịt heo vậy chứ, cô giao hết cho người ta rồi, cô không làm nữa vì đủ rồi. Từ ngày mà cô biết mình bị mắc bệnh đó thì cô nghỉ ngơi. Và các chị em phụ nữ ở phường đó biết là cô và chú như vậy, cho nên họ đến, họ động viên, họ an ủi. Và họ có một cái chế độ điều trị cho cô chú bằng cách là thuốc men. Rồi cũng mời cô chú đi sinh hoạt trong hội, rồi đi khiêu vũ, đi vui chơi ở ngoài trời, giúp cho cô chú coi như là không còn nghĩ tới cái chuyện đó nữa, để tinh thần của mình phấn chấn lên để tiếp tục sống. Còn cô mới lấy vợ, cái chuyện mà cô biết mình mắc bệnh nó chỉ kéo dài một năm mấy thôi. Trong cái mùa dịch đó, trong cái mùa dịch Covid đó. Và sau đó cô nói cô theo chồng, cô theo đạo Công giáo, nhưng cái gia đình của cô là gốc bên Phật. Thành ra cô nghĩ đạo nào cô cũng gọi bằng cha bằng mẹ, thôi thì cô đi chùa cầu nguyện và ăn chay. Đi lễ cô vẫn đi, nhưng cứ rằm và những các ngày mà cần phải đi chùa là cô vẫn đi. Và cô luôn đọc chú Từ Bi để giống như là cho thanh thản trong lòng đó quý vị. Ở cái tuổi này rồi, tiền bạc có, con cái có gia đình, cuộc sống giàu sang sung túc bằng sức lao động của mình. Nhưng rồi ở cuối đời mình phải nhận một cái kết quả nó không may. Và cô và chú trấn an tinh thần như thế này: thôi thì mùa Covid vừa qua, mình vẫn còn toàn mạng. Nhiều người họ mất đi ở cái trận Covid vừa rồi, nhưng mình may mắn là mình không bị mất, mà
cái nghiệp mình phải mang là cái căn bệnh. Chú trấn an cô và cô cũng trấn an chú. Và hiện tại cô chú đang sinh hoạt trong hội phụ nữ. Thì cô nói cũng bình thường. Kết nối với Haley, cô muốn Haley chia sẻ cái câu chuyện của cô ra. Cô kể rất nhiều quý vị. Có từ những cái công việc cuộc sống rồi về những cái chuyện như vậy đó. Thì cuối câu chuyện, cô nói cô muốn gửi cái thông điệp đến cho tất cả những quý vị. Đừng ai mà có một cái hành xử giống như cô. Đừng ai mà đẩy chồng mình đi xa khi biết chồng mình đang có một khoảng thời gian chơi bời trụy lạc. Cô nói ở cái tuổi 60 rồi, cô là dân mua bán kinh doanh, cho nên ra đường cô chạm người với người nha, rất là nhiều. Thành ra cô rất là hiểu về cuộc sống ở bên ngoài. Cho nên nếu như mà chồng mình có lỡ một hai lần mà mình phát hiện về cái vấn đề chồng quan hệ mà không có giống như là kiểu như là không phải cặp bồ chơi bời bình thường mà là đi chơi bời với những cô gái đứng đường đó, thì sau đó lập tức đưa chồng đi xét nghiệm ngay. Nếu như chồng may mắn không bị thì ok, tiếp tục xét nghiệm, cứ 3 tháng là phải xét nghiệm một lần. Còn nếu như chồng mình không may mắn mà bị ngay lần đầu tiên mình xét nghiệm thì phải cách ly chồng ngay ra lập tức. Đừng tội nghiệp. Cách ly để giúp chồng mình phấn chấn tinh thần, để giúp chồng mình còn hiểu được đây là gia đình, đi đâu làm gì, cuối cùng về với vợ, vẫn chỉ có vợ mà thôi. Thì mình là người giúp chồng mình vượt qua cái nỗi lo âu của chồng trong cái thời điểm chồng biết chồng bị mắc bệnh. Thì bản thân mình cũng biết cách bảo vệ cho mình. Đó, đừng để giống như cô, đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi mà bản thân mình là chỉ có biết đi làm và kiếm tiền vun đắp cho cuộc sống và lo cho con. Bằng chứng là bây giờ tiền bạc nhà cửa không thiếu, nhưng sức khỏe, tình yêu đã không có ngay từ khi biết chồng mình phản bội rồi, là coi như tình yêu dẹp qua một bên. Cô nói cái khoảng thời gian đó cô cũng khao khát, cô cũng mong muốn, vì ở cái tuổi trẻ cô cũng cô đơn và cần có chồng mình kế bên, cũng cần để giải quyết sinh lý vậy. Nhưng gác bỏ hết tất cả mọi thứ để chỉ có làm và làm. Những lúc cô buồn, cô thèm muốn, cô ham muốn, cô đơn như vậy, cô chỉ biết lấy tiền ra đếm. Quý vị có tin không? Cô nói như vậy đó. Những lúc mà cao trào như vậy là cô chỉ ngồi dậy và lấy tiền ra đếm, để cho nó qua đi cái cơn đó, rồi tiếp tục ngủ. Ngày mai thức dậy một cái lao vào công việc ngay. Nó là một cái khoảng thời gian mà chính cái đồng tiền đó nó đánh đổi đi cái hạnh phúc và sức khỏe của cô bây giờ. Cho nên thông điệp của cô ngày hôm nay muốn gửi đến cho tất cả những quý vị nào mà nếu như mình phát hiện được chồng mình ngoại tình, thì cái việc đầu tiên tha thứ hay không tha thứ, hãy nhìn lại cái mức độ tình yêu hạnh phúc trong gia đình. Và rồi nếu tha thứ, lập tức đưa chồng đi xét nghiệm ngay. Một năm cố gắng xét nghiệm 3 lần. Và nếu như chồng mình vẫn tiếp tục phản bội mình, mình cảm thấy không thể nào còn giữ được cái hạnh phúc gia đình này nữa, thì chấm dứt ngay, đừng để lâu dài. Để rồi cái kết quả cuối cùng nó không được gì hết. Đó. Thì đến ngày hôm nay, cô ngồi đây, cô tâm sự với Haley. Thì Haley cũng có thấy cô khóc rất là nhiều đó quý vị. Haley thương cô lắm. Thì qua những cái câu chuyện mà ở những cái cuộc đời, nếu như con người ta không kể, mình hoàn toàn không thể biết được. Nhưng khi người ta kể ra, có rất là nhiều khán giả nói rằng hư cấu hoặc là bịa chuyện. Thì kính thưa quý vị, nếu bịa là mang tội,
chứ không 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 có lợi lộc gì cho Hailey hết. Nhưng mà Hailey được may mắn là quý cô quý dì tin tưởng và chia sẻ câu chuyện cuộc đời của họ đến cho mình, và Hailey là người truyền đạt lại. Đó là câu chuyện đời đó quý vị. Thì ở trong xã hội này có rất là nhiều, mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái câu chuyện, mỗi cái cuộc đời nó đang đã và xảy ra hàng ngày hàng giờ trong cái xã hội này. Nhưng nếu ai đủ mạnh mẽ để có thể chia sẻ ra, để người ta có thể vơi bớt đi nỗi lòng của họ, thì họ tìm đến mình để họ chia sẻ. Còn những ai chưa mạnh mẽ thì người ta lại không dám quý vị. Cũng có rất là nhiều người kết nối với Hailey mà kết nối rồi để đó thôi. Và họ cũng nói với Hailey như thế này: cô rất là muốn chia sẻ với Hailey nhưng mà hôm nay cô chưa có tự tin để chia sẻ. Rồi thì chị cũng muốn kể cho Hailey nghe về câu chuyện cuộc đời của chị, nhưng mà rồi cho chị một thời gian để chị suy nghĩ nữa nha. Bởi vì họ nghe câu chuyện, họ rất là muốn kết nối với mình liền, để họ muốn chia sẻ đến cho khán giả nghe câu chuyện cuộc đời của họ liền. Họ muốn được nghe là Hailey chia sẻ về câu chuyện của họ. Nhưng rồi khi kết nối được thì họ lại không mạnh mẽ để chia sẻ ngay và liền. Hãy cho cô thời gian, hãy cho chị thời gian. Rất là thương quý vị, ai trong cuộc đời chúng ta đều có một cái nỗi lòng trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mình đủ mạnh mẽ để chia sẻ hay không? Thì theo như Hailey thấy, nếu như quý vị có cơ hội mà quý vị chia sẻ để cho vơi bớt đi nỗi lòng của mình, thì cứ nên chia sẻ đi quý vị. Chia sẻ ra, rất là nhiều người họ đồng cảm và họ gửi những cái lời khi mình đọc, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và những cái quyết định của mình mà đang đứng ở ngã ba đường, không biết là mình đi hướng nào để cho đúng, thì những quý cô chú anh chị trong kênh của Hailey đủ sáng suốt để cho quý vị những cái ý rất là hay. Thì mình cứ xem đó như là một gia đình, mình cứ xem đó đây là gia đình xã hội, thì cứ nghe người này chút, người kia chút, để khi mình áp dụng cho cuộc đời của mình thì mình biết mình đi từ đâu và đi cái hướng nào cho đúng. Hailey cảm ơn cô rất là nhiều. Hailey rất là biết ơn cô vì cô mạnh mẽ để kể cho Hailey, cũng giống như chia sẻ đến cho tất cả quý vị nghe về cuộc sống, cuộc đời của cô. Và chính là cái căn bệnh mà không ai mạnh mẽ có thể nói ra. Nhưng hôm nay cô là người mạnh mẽ và cô là người đầu tiên trong kênh của Hailey chia sẻ về căn bệnh của mình. Và theo như Hailey cũng hiểu biết một chút xíu về căn bệnh này là hiện tại ở Việt Nam mình có thuốc. Và nếu như mà mình sinh hoạt khoa học và mình có một lối sống coi như là thanh thản, đừng bao giờ suy nghĩ, đừng bao giờ ấy hết, hãy cứ sống theo cái kiểu sống giống như là tích cực, cứ mạnh mẽ, mình như người ta và người ta cũng như mình. Đừng có nghĩ là tôi bệnh là đừng có đến nhìn tôi sẽ bị lây. Tại vì cái bệnh này nó sẽ không lây qua cái đường hô hấp, nó không có lây qua trong cái không gian mà mình trò chuyện, nó chỉ lây qua đường máu và đường tình dục thôi. Cho nên là nếu như quý vị mà ai đó bị á, thì cứ hãy tìm đến y tế để họ tư vấn cho quý vị và họ giúp cho quý vị vượt qua. Cái tinh thần nó mới là cái quan trọng. Cái thuốc nó chỉ là hỗ trợ và ngăn chặn, hỗ trợ và ngăn chặn, còn cái tinh thần của mình nó mới quan trọng để vượt qua tất cả quý vị ạ. Hailey cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cô và cảm ơn đến tất cả quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của gia đình Hailey nhé. Chuyến này đó Hailey cũng chụp giật về cái chuyện mà quý vị ơi, mang tiếng mua nhà cho nó sang chứ còn thật sự ra nó rất là cực. Nó cực từ giấy tờ rồi ôi cha tùm lum tà la hết. Tại sao mà họ cho mình khoảng 1 tháng đến 6 tuần, 7 tuần mới nhận được nhà là vậy đó. Trong cái khoảng thời gian này, tuy là mình vay ít đó nha, ý là mình vay ít đó, họ phải tìm hiểu là bao nhiêu mình có rồi mình vay rồi sao sao sao. Ôi cha nó phức tạp. Để hôm nào khi mà Hailey ok ổn định hết mà mình dọn về nhà mới rồi á, Hailey sẽ chia sẻ đến cho quý vị về tất cả những cái hành trình mua nhà như thế nào rồi làm sao nha. Hailey cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.